Hello everyone, welcome back to English 6. Today we learn Unit 11, What Do You Eat? Lesson B, At a Canteen, V2, B5. Hope you enjoy it. Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 11, Tiếng Anh 6, Bạn Ăn Gì? Phần 2, Tại Canteen. Phần B2 và B5. Hy vọng các em sẽ thích bài học hôm nay. Now, please open your book and your notebook. Take notes carefully. Bây giờ các em cùng mở sách và vỡ bài tập ra chép bài cẩn thận nhé. Before starting our new lesson, I have a small challenge for you. Do you want to play? Okay, let me explain the game for you. First, you look at the picture carefully and try to remember the word that expressed the picture. Oranges, noodles, cakes, lemon juice, beef, chocolates, eggs, bananas, milk, rice, tomato, and fish. Trong trò chơi này, nhiệm vụ của các em là nhớ những từ vựng tương ứng với những hình mà cô đưa ra. Sau đó các em sẽ cố gắng nhìn lại hình và ghi lại được toàn bộ những từ vựng này vào trong tập. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Okay, now you have 20 seconds to perform your task. Bây giờ các em sẽ có 20 giây để ghi lại những từ vựng diễn tả các hình trên vào trong vở bài tập của mình. 20 giây bắt đầu nhé. Okay. Have you finished? Rồi, bây giờ các em đã xong chưa nè? Cô nghĩ là đa số các bạn không viết kịp đúng không nào? Bây giờ các bạn có thể dừng lại bài giảng của cô và viết cẩn thận vào trong tập. Now, let's check the answer together with me. Bây giờ các em sẽ cùng kiểm tra lại đáp án với cô nhé. Các em có làm đúng không nào? In this part, we have revised the previous lesson at the store. Today, we will continue with at the canteen. I will give you some more new words. Let's have a look at the picture. Listen carefully and say the new word together with me. Canteen, canteen. Fried rice, fried rice. Cake, cake. Cake. Ice cream, ice cream, ice cream. A bowl, bowl, bowl. A bowl of noodles. Now it's your time to match the picture with the correct words. Bây giờ đến lượt các em nối các hình ảnh với từ vựng tương ứng nhé. Các em có 10 giây. You have 10 seconds. Time's up. Let's check the answer together with me. Kiểm tra lại câu trả lời với cô nhé. Picture A. A bowl of noodle. Ice cream. Fried rice. Canteen, cake. Very good. Now take a look at the picture and tell me, where are they? That's right, they are at the canteen. And what does Lang want? She wants a sandwich and a glass of lemon juice. Great. This is the conversation between the sales girl and the student. Now listen carefully and say together with me.
Đây là đoạn hội thoại giữa cô bán hàng và bạn học sinh. Các em cùng nghe và đọc lại với cô nhé. Can I help you? Yes, I'd like a sandwich and a glass of lemon juice, please. Here you are. Thanks. How much is it? $2,500. Thank you. Cô có thể giúp gì cho con? Dạ, con muốn mua một cái bánh mì và một ly nước chanh ạ. Của con đây. Cảm ơn cô. Hết bao nhiêu ạ? 2.500 đồng. Cảm ơn con nhé. Now it's your turn to fill in the blank. Bây giờ các em sẽ điền vào chỗ trống. Các em sử dụng gợi ý bên dưới của cô là món hàng cần mua và giá tiền để điền vào chỗ trống các em nhé. Như vậy, theo như cái hình đầu tiên này, thì mình sẽ mua món hàng gì đây? Dạ, đúng rồi. Mình sẽ cần mua một cái bánh ngọt và giá của nó là 1.000 đồng. Các em cùng nghe và đọc lại theo cô nhé. Now we buy a cake and its price is $1,000. Listen carefully and say together with me, please. Can I have you? Yes, I like a cake, please. Here you are. Thanks. How much is it? $1,000. Thank you. Bây giờ cô tin các em đã biết cách thực hiện đoạn hội thoại giữa người bán hàng và học sinh rồi, đúng không nào? Cô cùng các em thực hiện đoạn hội thoại tiếp theo nhé. Món hàng mình cần mua tiếp theo là gì nhỉ? A glass of lemon juice, một ly nước chanh. Và giá của nó là $3,500, 3.500 đồng. Cô sẽ là cô bán hàng, còn các bạn sẽ là học sinh nhé. Can I help you? Here you are. $3,500. Thank you. For the next part, we learn how to ask for a price. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ học cách hỏi giá của một sản phẩm. The structure is how much is. Cấu trúc sẽ là how much cộng động từ to be. Now you look at the picture and write down your answer in your notebook. Bây giờ các em dựa vào hình để trả lời phần, để điền vào phần chỗ trống này. Và các em nhớ viết vào tập nhé. Cô sẽ làm trước một ví dụ cho các em. For example, at a canteen, a fried rice is $2,500. Ở căng tin, một dĩa cơm chiên giá 2.500 đồng. Cô sẽ cho các em 2 phút để làm bài nhé. Time's up. Let's check the answer. Hết giờ rồi. Bạn nào chưa làm kịp có thể dừng bài giảng của cô lại để làm bài các em nhé. Các em có làm đúng không nào? In this case, trong trường hợp này, mẫu cấu trúc câu How much is a fried rice? Một dĩa cơm chiên giá bao nhiêu? Chữ how much có nghĩa là bao nhiêu. A fried rice là một dĩa cơm chiên. Mình sẽ thay thế một dĩa cơm chiên bằng các món ăn ở phía trên. Là tùy vào mình nhé các em. Và nếu là chỉ có một món thôi, mình muốn mua một món thì mình dùng chữ is. Trả lời is $2,500. Nói giá 2.500 đồng. Hoặc các em có thể trả lời đơn giản là $2,500. Mình có thể bỏ chữ is đi nha các em. Let me give you another example. Cô sẽ cho các em một ví dụ khác. How much are they? $2,500. Ở đây không phải là một món hàng cần mua nữa mà là hai món hàng. A sandwich, a glass of lemon juice. Như vậy sẽ là chủ ngữ số nhiều đây. Động từ to be là are. They are $2,500.
Nếu chủ ngữ là số ít thì mình dùng how much is it? Nó bao nhiêu tiền? 1500 đồng, 1500 đồng. How much is a sandwich? Một cái bánh mì kẹp giá bao nhiêu? It is 1500 đồng. Dựa vào phần ví dụ vừa qua, chúng ta sẽ rút ra được mẫu cấu trúc câu hỏi giá cả như sau. How much cộng động từ to be cộng danh từ. Câu trả lời chủ ngữ cộng động từ to be cộng với số tiền. Và các em cần lưu ý là chủ ngữ động từ to be ở câu trả lời có thể lược bỏ. Lưu ý số 2, động từ to be, số ít hay số nhiều tùy thuộc vào chủ ngữ mà nó đi cùng. Nếu chủ ngữ là số ít thì động từ to be sẽ là chữ is. Nếu danh từ là số nhiều thì động từ to be sẽ là are. Here is our homework. I need you to fill in the blank to finish the conversation between the seller and mine. Đây là phần bài tập về nhà của các em. Cô muốn các em vào điền vào chỗ trống để hoàn thành đoạn hội thoại giữa cô bán hàng và bạn Mai. If you don't understand the lesson clearly, you can revise it one more time. Nếu các em chưa hiểu rõ về phần bài học, các em có thể coi lại phần bài học một lần nữa và cố gắng hoàn thành phần bài tập về nhà nhé các em. Remember, you should learn names of food and drink by heart. Make the conversation between Selger and mine. Prepare Unit 12A. Các em nhớ về học thuộc lòng các món ăn và thức uống. Hoàn thành đoạn hội thoại giữa cô bán hàng và Mai. Chuẩn bị bài mới Unit 12A các em nhé. Thank you very much for your watching. Goodbye.